Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, sau một chuyến lưu diễn ở bên Pháp và với những cái mini show mà bầu show ở bên Pháp có cái tên là Phương Amina đã tổ chức cho Hồng Phượng cùng với lại những người ca sĩ mà tôi xem đi xem lại thì những người đó tôi cũng không biết người đó nằm trong trung tâm nào. Tại vì đại khái là những cái mini show đó là giống như cái sinh hoạt trong gia đình vậy thôi. Tóm tắt lại như vậy hát cho nhau nghe. Chứ nếu mà gọi là mini show thì cũng nó hơi trịnh trọng quá. Không các bạn ha. Sau khi trở về nước thì Hồng Phượng đã được một anh nhà báo phỏng vấn với những lời tình tiết được thổi phồng thêm cho nó mang cái vẻ kịch tính đó các bạn. Nói nhà báo thì cho oai bị thôi, phóng viên thì cho oai thôi. Thật ra anh này cũng là chỉ là một YouTuber thôi. Người YouTuber này đã bị mạng xã hội và những người mà ủng hộ cho Hồng Loan cũng như là fan cứng của cố nghệ sĩ Vũ Linh tẩy chay hết. Chỉ có một người này là bị tẩy chay thôi. Tại vì sao? Thứ nhất ngày xưa thì cũng đi theo tất cả như là các anh em YouTuber để cùng quay, cùng đem ra cái sự thật, đem cái sự biến cố của sóng gió gia tộc drama này để đem đến cho mọi người hiểu được sâu sắc hơn về cái tính chất sự thật của nó. Nhưng sau này thì có vẻ như là đi hai hàng, rồi sau đó thì giống như là rắn hai đầu, và cuối cùng thì đã bị ni và trần rồi đi qua bên kia luôn. Thì chỉ có một người đó qua bên phía bên của Hồng Phượng để quay thôi, thì không có ai cạnh tranh, thì cũng một phần cũng giúp cho anh ấy về cái vấn đề kinh tế. Tại vì một cái video của anh ấy làm ra thì cũng ít nhất là cũng mười mấy ngàn người thì cũng được $10 rồi. Một ngày mà quay 4-5 clip thì là dư sống là một tháng kiếm được 50-70 triệu, quá ok luôn các bạn ha. Thì có một mình quay thêm, nhưng mà vừa về tới thì anh ta đặt những câu hỏi cho Hồng Phượng. Tôi nghĩ rằng cũng có thể là sếp đặt trước rồi, cho nên hỏi để cho Hồng Phượng dễ trả lời hơn. Nhưng mà cái câu này lại là cái mắc lỗi nhiều nhất, là khi mà anh ấy nói rằng có nhiều khán giả và những cái kênh người ta nói rằng Hồng Phượng đi qua bên Pháp để làm gái. Cái chuyện này em nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể đi tìm hiểu tất cả các clip mà YouTuber quay đó, thì đa số người ta chỉ nói là Hồng Phượng đi qua bển có thể là làm kết hôn giả hoặc giấy visa đi du lịch ở lại lâu dài hơn. Mà cái chủ yếu nhất á, mà cái người ta lúc nào cũng để cái dấu chấm hỏi, có nghĩa là cái câu đó người ta không có khẳng định, người ta không có khẳng định là Hồng Phượng qua bển là kết hôn giả cùng với ai. Người ta cũng lúc nào cũng có cái dấu chấm hỏi. Chứ tôi chưa có thấy bất cứ một YouTube nào mà nói rằng Hồng Phượng đi làm gái ở bên phía trời Tây chứ. Nhưng anh chàng này lại nhấn mạnh cái câu đối đó trong câu hỏi dành cho Hồng Phượng. Nó chỉ tăng thêm cái phần kịch tính thôi, và để cho cô ấy nóng máu lên để và một phần nữa thì anh ca giống như là ngậm máu phun người vậy. Người khác không có nói, không có cái YouTuber nào nói như thế, mà anh ta lại bịa đặt ra một cái thông tin như vậy để nói như vậy, có vẻ như là hơi quy chụp hơn. Nó là những người mà ủng hộ cho Hồng Loan và fan cứng của cố nghệ sĩ dùng cái câu nói mà không có văn hóa chút nào để dành cho Hồng Phượng. Cái này thì nó có vẻ hơi là quy chụp hơn nhiều hơn, theo tôi nghĩ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy YouTuber làm có tâm hay không có tâm nhìn cái biết liền. Và những câu hỏi mà đặt ra cho Hồng Phượng nó không có ai nói, tự anh chàng này đặt ra. Và cũng vì như vậy mà người ta giống như là anh ấy muốn dẫn đường cho hu chạy, dẫn dắt dư luận. Nhưng mà cuối cùng gãy ông lại đập lưng ông. Có nghĩa là chính anh ấy nói Hồng Phượng đi làm gái chứ không có ai nói thì. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa thì anh chàng này nói là đến giờ khán giả bây giờ người ta vẫn nói dù sao kê anh không biết làm sao.
Ủa, anh không biết sao là như thế nào. Thứ nhất, cái người YouTuber này cũng đã hiểu được câu chuyện tại sao khán giả kêu sao kê đừng có giả mù theo mưa, đừng có đánh trống lảng, đừng có nói là mình không biết cái gì. Làm YouTuber đã dẫn chắc chưa lận, đã bị ni vạch trần lại rắn hai mang, là người hai mặt, thì làm sao mà không biết được câu chuyện này như thế nào. Và lúc nào cũng nói là không biết làm sao, không biết làm sao, thế nào. Ok, bây giờ để YouTuber này qua một bên, chúng ta nói về bên Hồng Phượng đi. Thì Hồng Phượng có trả lời rằng thì chuyện đó cũng 7-8 tháng nay rồi, cũng như anh biết rồi. Thì người ta nghĩ đúng thì đúng, người ta nghĩ sai thì sai, cái này là chuyện trong gia đình. Ủa, trả lời gì? Nó nghe nó hơi hoang mang phải các bạn ha. Nếu như mà tiền phúng điếu đó có cái dấu hiệu ăn chặn không chịu sao kê, thì Hồng Phượng nói rằng người ta nghĩ đúng là đúng. Có nghĩa là cô ấy có quyền thầu đám tang và có quyền thục kết cái số tiền đó và có quyền sử dụng cái số tiền đó bằng mọi hình thức, mặc dầu chi và tiêu nó không hợp với nhau. Cái bản chi tiêu chứ không phải là bản sao kê nha. Có một lần họp báo thì Hồng Phượng cũng đưa ra một cái bản, nhưng cái bản đó các bạn nên nhớ là không phải sao kê nha. Cái bản đó là chỉ chi và tiêu. Và sau khi chúng ta cô lại tất cả những cái đó thì chúng ta cũng thấy cái sự sai là rất là nhiều và nó không trùng khớp cái gì. Có nhiều cái nó rất là sai là sự thật. Như vậy thì Hồng Phượng nó đã làm cho chúng ta có một cái sự nghi vấn ở trong lòng. Cái thắc mắc này của khán giả đã kéo dài 7-8 tháng, đúng. Bởi vì cô ta không có minh bạch nếu mà cái tiền phúng điếu ai đi bao nhiêu. Đó, bao nhiêu trang giấy ghi ra hết để sau này Hồng Loan còn trả nợ cho những cái vị khách hoặc là những người đồng nghiệp hay là những người mạnh thường quân đã có lòng đến để đi phúng điếu để trả cái ân nghĩa người ta, thì như vậy đâu có cái gì mà không đúng đâu. Tại sao cô Hồng Phượng này lại không muốn như vậy? Lại thứ nhất, chúng ta quay lại đầu tiên là Vũ Luân, Bình Tinh và Lâm Hùng có đề nghị là không cần phúng điếu, mấy người này là lo đủ được hết, tại vì những người này họ có kinh tế rất là vững vàng. Nhưng mà tại sao cô Sáu, Hồng Phượng, ông Sạc Thành và những người mà phía bên cô Sáu lại không chịu, nhất là cô Sáu bắt đầu phản ứng mạnh liền và phản đối cái việc mà ấy. Cô Sáu muốn cho những người ta tới để phúng điếu thay vì mua qua rồi để nó hư hết cũng vậy. Cô Sáu muốn người ta đi phúng điếu. Nếu mà lúc đó cô Sáu là cái vai lớn nhất trong gia đình thì cũng được đi. Nếu mà người ta đi phúng điếu thì đã ghi rõ tên và cái số tiền rồi, thì tại sao không giao lại cho Hồng Loan? Giao lại cho Hồng Loan tất cả những cái đó mới chứng minh mình là con người trong sạch, mình là một người đàng hoàng, chính chính, phải không các bạn ha? Còn đằng này, cái số tiền phúng điếu thì nó không có minh bạch rõ ràng. Còn cái thùng phúng điếu thì ông Sạc Thành cái lúc mà người ta đang Hữu Quốc đang đọc tờ diễn văn thì ông ấy ôm cái thùng tiền khệnh nệnh đi về phía bà Sáu. Các bạn thấy cái thùng tiền phúng điếu tiền bằng giấy mà đi khệnh nệnh thì quý vị cũng biết rằng số tiền rất là lớn, rất nhiều. Và Má Tư Quốc Thanh cũng đã từng kể chúng ta rằng khi mà tính đi lên lầu thì thấy cô Sáu Hồng Nhung cầm cái túi đen đi xuống, nói là để lấy cái tiền ở trong thùng phúng điếu ra, tại vì đầy quá rồi. Quý vị thấy không, những cái sự kiện mà chúng ta sâu chuỗi với nhau thì chúng ta thấy rằng cái việc ăn chặn của cái tiền phúng điếu là có thể. Không phải là có thể nữa, 100% luôn nữa. Tại vì ai nhìn vô cũng biết mà. Còn có Hồng Phượng này thì trả lời với lại một người YouTuber đó, với lại cái câu nói rằng giống như thách thức cộng đồng mạng vậy, thách thức chính quyền luôn. Cái chuyện này là chuyện của gia đình. Nếu mà phạm luật pháp thì truy tố cô ta đi, còn thì truy tố đi, còn không thì cái này là chuyện của gia đình thôi. Vấn đề phúng điếu sao kê không sao kê là tùy cổ thôi.
nghĩ đúng là đúng, mà người ta nghĩ sai thì sai, đó là cái quyền của người ta. Còn cổ thì cổ nói là cổ nghĩ đúng làm như vậy. Có nghĩa là cổ nói rằng cái tiền phúng điếu người ta đi đến đó, cô ấy có thể đại diện để thâu hết cái đám tang này. Rồi chi tiêu bao nhiêu là mặc tình cô ấy làm, còn dư bao nhiêu thì cô ấy bỏ túi. Cái đó là cô ấy nghĩ là đúng. Nhưng mà khi mà người ta nói rằng cổ ăn chặn thì cổ nói cổ không có ăn chặn những cái số tiền phúng điếu, có bao nhiêu là cổ đã trưng bày hết tất cả bao nhiêu. Nhưng mà khi kêu sao kê lại không, nhất định là không sao kê. Quý vị thử nghĩ rồi, nếu mà mình là một con người đàng hoàng ha, một con người chính chính đàng hoàng, các bạn thu ngân bao nhiêu ha, thì các bạn đã trả lời cho chủ hoặc là trả lời cho người mà thừa kế đó bấy nhiêu, tất cả số tiền đó thì đúng, mình mới là con người minh bạch. Còn đằng này mình cứ chối quanh chối quẩn bao nhiêu tháng nay rồi, nhất định là không sao kê. Không sao kê là có dấu hiệu ăn chặn rõ ràng rồi. Với một con người mà đàng hoàng, một đứa cháu ngoan, một đứa cháu mà biết ân tình của cậu mình đã giúp mẹ mình trả nợ mấy chục năm, cho mẹ mình với mình ở 2 năm trời, vì mà bây giờ quay ngang qua mình cắn con của người ta, mình ở nhờ mà đội nhà. Tất cả những cái gì của Hồng Loan thì cô ta cũng muốn dành cho được. Cô ta cũng muốn tước cái quyền làm con của Hồng Loan để mình giống như là cháu mà thành ra là con vậy. Với những câu nói mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cái cô Hồng Phượng này có thể ăn nói như vậy được. Cô ta có thể nói một cách trơ trẽn để trả lời với khán giả. Có nghĩa là cô ta quăng mặt mũi qua một bên và cái lòng tự trọng không còn nữa. Chứ nếu mà một người nghệ sĩ có lòng tự trọng thì người ta không bao giờ dám làm gì đó. Tại vì người ta sống chết với nghề. Cái nghề này nó sẽ đi với là cô ấy suốt cả cuộc đời nghề ca hát đó các bạn. Còn cô ấy làm như vậy thì xong rồi. Có nghĩa là ở Việt Nam mà không ai mà dám mời cô này đi hát. Phải nói thật sự như vậy. Không ai mà ngỏ lời mời một nghệ sĩ có cái lòng sân si, ganh tị, tham lam, trơ trẽn và không biết nhục là cái gì. Phải nói thật sự là như vậy. Tưởng đâu qua bên Pháp, tôi tưởng là có những cái show hoành tráng ca chung với những ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà chỉ là giống như sinh hoạt gia đình văn nghệ cuối tuần vậy thôi, hát cho nhau nghe vậy thôi chứ không có gì hết. Chẳng những vậy mà cái người bầu show tên là Phương Amina này lại có những cái lời thách thức với lại mạng xã hội và giống như một cái sự có những cái câu mà rất là phản cảm, làm cho mạng xã hội và những người khán giả hồi đó và thương yêu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người ta bức xúc, người ta phản biện rất là nhiều. Có thể nói là người ta chửi sắp mặt luôn đó, cho nên khóa cái lời bình luận luôn ở trên cái trang Facebook của cô ta. Rồi tôi thấy có khi mà trước khi Hồng Phượng về thì có livestream cùng với lại ông Sạc Thành với một cái chị tóc bạc, có Hồng Phượng ở đó nhưng mà không có chiếu cái hình ảnh của Hồng Phượng. Thì khi mà đang livestream thì cái người chị tóc trắng này cũng có những lời nặng nhẹ với khán giả, rồi giống như là cà khịa và chửi động các bạn. Gồm chung là chửi mấy người Việt Nam này, chứ không hiểu biết luật lệ biết này kia nọ. Còn cô ấy sống tàn tàn ở bên Pháp thì có sướng không? Ở Việt Nam đại khái nói Việt Nam hay nhiều chuyện á. Còn cô ấy cứ sống cứ hàng tháng ngửa tay ra chính phủ rót vô 800.000 đại khái. Đó là tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp người ta chỉ dành cho những người không thể đi làm được, hoặc tuổi già sức yếu, hoặc những người có con nhỏ. Còn chúng ta có thể đi làm được mà chúng ta apply, chúng ta xin những tiền đó là chúng ta đã tước đi một cái phần tiền của những người tàn tật, những người cần giúp đỡ. Mà những người Việt Nam chúng ta đi tị nạn ở bên Pháp, bên Mỹ, bên bất cứ nơi nào, chúng ta làm được cái gì thì chúng ta nên làm. Chúng ta đừng nhờ vào cái tiền trợ cấp của chính phủ. Chính phủ họ đã giúp chúng ta trong cái lúc mà ban đầu, thời gian mấy tháng một năm đầu tiên rồi. Chúng ta đừng có làm như vậy, nó nhục quốc thể lắm, rất là nhục quốc thể luôn. Chẳng hạn như tôi nói thật các bạn luôn, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy đi, tôi chỉ nói chung chung thôi ngay chứ tôi không nói ấy nha, nước Lào, nước Miên, Nga Xô hay là Ấn Độ, Tàu, Việt Nam đi, mà nguyên cái chỗ đó là
100 người đi xin trợ cấp mà hết 90 người là nga xô rồi, là bắt đầu tụi nó nói chung không à. Họ nói ồ mấy nga xô á ăn tiền trợ cấp không à. Nó đại khái là như vậy, mình lấy chỉ là ví dụ thôi. À, mình có tay có chân rồi mà lên trên mạng xã hội này còn nói câu sống tàn, tháng chính phủ Pháp gửi về bao nhiêu tiền để sống. Cái đó là nhục á, chứ không phải đâu, đâu có gì mà hãnh diện đâu chị ơi. À, sống đã sống tạm bợ cái đất nước người khác rồi, chúng ta phải đi làm đóng thuế để cho đất nước đó nó phát triển hơn nữa. Người ta đã cứu mang mình thì mình phải làm cái gì để trả ơn người ta lại, chứ còn mình còn sống bám người ta nữa thì thôi khỏi nói rồi. Có cái tư duy giống nhau dễ sợ luôn á, bởi vì người ta nói ngu tầm ngu, mã tầm mã là đúng quá trời luôn. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một đoạn clip video nói về của Hồng Phượng đi bên Pháp về, rồi có nhà báo YouTuber phỏng vấn với những câu nó ngớ ngẩn mà nó ngu ngơ thì cái rồi cái chuyện mà lưu diễn tại người ta thích dùng chữ lưu diễn, tại nghệ sĩ lớn mà, thì mình cũng cái nói cho người ta rằng lưu diễn để cho người ta vừa lòng khả dạ các bạn ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.